Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Năm 1876, một người đàn ông 31 tuổi tên là Rudolph Fence đã đi dạo đêm ở New York đông đúc tấp nập. Thế nhưng, Rudolph đã không bao giờ trở về, khiến gia đình ông lo lắng có chuyện chẳng lành. Những câu hỏi như Rudolph đã chết hay còn sống? Nếu ông sống thì đang lang bạt nơi nào? Không có câu trả lời. Những gì xảy ra với Rudolph vẫn là một bí ẩn thực sự cho đến năm 1950. Một chuyện kỳ lạ xảy ra khiến các nhà điều tra, cảnh sát và ngay cả các nhà khoa học cũng lắc đầu. Sự việc xảy ra vào một buổi tối giữa tháng 6 năm 1950, một sĩ quan cảnh sát thành phố New York, Mỹ chuyên điều tra các vụ án liên quan đến những người mất tích đã kiểm tra thi thể của một người đàn ông khoảng 30 tuổi được đưa vào nhà xác. Người đàn ông này đã xuất hiện ở giữa quảng trường thời đại vào khoảng 23 giờ 15 phút tối hôm đó. Những người xung quanh để ý thấy, người đàn ông mặc bộ trang phục lạ lẫm, được cho là từ thời Victoria, cuối thế kỷ 19. Khuôn mặt người này có vẻ bối rối. Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào những chiếc xe ô tô đang tấp nập qua lại, như thể chưa bao giờ được nhìn thấy chúng. Sau đó, người đàn ông này bị một chiếc taxi đâm tử vong tại chỗ, trong lúc ông cố gắng băng qua một con đường bất chấp tín hiệu từ đèn giao thông. Khi kiểm tra các túi trên bộ đồ của người đàn ông, cảnh sát phát hiện nhiều vật lạ không rõ nguồn gốc. Trong đó có những đồng tiền từ thời trước, tổng cộng khoảng 70 đô la. Từ lâu đã không còn lưu hành trên thị trường. Một tấm danh thiếp mang tên Rudolph Fence có địa chỉ tại đại lộ số 5, Fifth Avenue. Một lá thư từ Philadelphia gửi tới địa chỉ này có đề ngày tháng từ tháng 6 năm 1876. Một tấm thẻ đồng mang tên một quán rượu không còn tồn tại ở New York. Bởi không ai biết về cái tên này, ngay cả những người lớn tuổi trong thành phố. Các cuộc điều tra của cảnh sát trong thời gian sau đó khiến người ta càng ngạc nhiên hơn. Địa chỉ đại lộ số 5 được viết trên bức thư tìm thấy trong túi của người đàn ông chết là một doanh nghiệp chứ không phải là nơi cư trú. Danh bạ điện thoại của thành phố New York khi đó không có tên Rudolph Fence. Dấu vân tay của người chết không khớp với dữ liệu trong kho lưu trữ của các nhà chức trách và không có báo cáo hoặc thông báo người mất tích ở thời điểm đó phù hợp với các chi tiết của cơ thể người đàn ông. Hơn nữa, quần áo của người chết dường như đã lỗi thời khoảng 75 năm. Trang phục của ông ta có nhãn mác và tên của một thợ may mà không ai từng nghe nói đến. Và chiếc mũ của anh ta có một nhãn mác là tên của cửa hàng đã ngừng kinh doanh nhiều năm trước đó. Một cuộc điều tra đã được tiến hành. Sau đó, người ta tìm được cô con dâu của Rudolph Fence sống tại Florida. Qua thư, bà đã cung cấp thông tin rằng cha của chồng mình, ông Rudolph Fence, đã biến mất bí ẩn vào khoảng những năm 1870 sau khi ông ra ngoài đi dạo khoảng 22 giờ tối và không bao giờ quay trở về. Cảnh sát tìm kiếm hồ sơ của những người mất tích năm 1876 và kinh ngạc khi phát hiện một người có quần áo và địa chỉ tương ứng với những người đàn ông bị tai nạn ở quảng trường thời đại năm 1950. Câu chuyện về sự mất tích vô lý và sự tái xuất hiện không thể giải thích được 74 năm sau của người đàn ông tên Rudolph Fence đã được lưu truyền dưới nhiều hình thức kể từ những năm 1970 như một trong nhiều câu chuyện chứng minh cho chuyện du hành vượt thời gian là có thật. Trong nhiều thập kỷ qua, câu chuyện này đã được lưu truyền và được chấp nhận như một câu chuyện có thật và một bí ẩn chưa được giải thích. Tuy nhiên, sự thật phía sau câu chuyện này lại khiến nhiều người sửng sốt. Hóa ra, tất cả chỉ là một cú lừa ngoạn mục. Năm 2005, nhà khoa học tên Chris Obeck đã quyết định điều tra rõ ngọn nguồn câu chuyện. Và sau đó, ông tìm thấy một vụ việc được phát hành trong số ra tháng 5 và tháng 6 năm 1972 của tạp chí nghiên cứu Borderland, chuyên điều tra các hiện tượng huyền bí và UFO, vật thể bay không xác định. Đó là một câu chuyện hư cấu có tựa đề I'm Scared, tạm dịch tôi sợ, được viết bởi nhà văn khoa học viễn tưởng Jack Finney. Truyện ngắn Tôi Sợ ban đầu được xuất bản bởi tạp chí Courier của Mỹ vào tháng 9 năm 1951, là một câu chuyện của một người ẩn danh. Người này kể chi tiết về cuộc gặp gỡ của anh ta với những người có am hiểu về du hành vượt thời gian ở New York. Và một trong những người được phỏng vấn là đại úy Hubert Rim,
Chính vị đại úy này đã kể với anh ta về trường hợp của Rudolf Fans. Từ đây, ông Obeck có thể kết luận nếu là một câu chuyện xuất phát từ một tác phẩm văn học thì không ai có thể đảm bảo nó là chuyện có thật. Vào thế kỷ 18, tại Pháp có một nhà triết học tên là Denis Diderot. Một hôm, có người bạn mang tới tặng ông một chiếc áo ngủ, chất liệu kiểu dáng rất đẹp, đường may tinh tế. Diderot cực kỳ yêu thích. Ông mặc chiếc áo đi qua đi lại trong phòng sách và bỗng nhiên phát hiện đồ dùng trong phòng cái cũ mòn, cái lại không hợp phong cách, cái mũi khâu trên thảm cũng thô tới đáng sợ. Mình đã có chiếc áo ngủ sang trọng như thế, vậy tại sao lại không sống một cuộc sống đẹp hơn từ đây? Thế là Diderot quyết định làm mới, nâng cấp toàn bộ nội thất trong phòng sách. Sau việc này, Diderot cảm thấy có gì đó không đúng. Bản thân là một triết học gia, thế mà lại chịu sức ép từ một chiếc áo ngủ. Ông ghi chép câu chuyện này lại để ngẫm nghĩ. 200 năm sau, nhà kinh tế học Đại học Harvard Julius Strawer đề cập tới câu chuyện này trong một cuốn sách có tựa đề Chi tiêu quá độ của người Mỹ, đồng thời đưa ra hiệu ứng Diderot, chuyên chỉ hiện tượng con người sau khi có một thứ mới thì không ngừng bài trí những vật dụng phù hợp với nó. Trong sách Hàng Phi Tử có câu chuyện Tương trợ chi ưu, cũng phản ánh một cách rất hình tượng hiệu ứng Diderot. Câu chuyện như sau. Trụ vương dùng ngà voi làm đũa, chú của trụ vương, Cơ Tử, từ chuyện nhỏ suy ra đại cục, nghĩ rằng điều này không có kết quả tốt, bởi vì Cơ Tử cho rằng dùng đũa ngà, ắt hẳn sẽ không dùng lại chiếc cốc thô sơ mà đổi sang dùng chiếc cốc sừng tê giác tinh tế. Cũng chắc chắn sẽ không ăn lại rau củ ngũ cốc thô mà đổi sang sơn hào hải vị. Đương nhiên, ăn sơn hào hải vị cũng sẽ mặc quần áo sang trọng, ngồi trong căn phòng rộng rãi, dưới mái đình cao lớn, mà không thể mặc lại quần áo vải thô cứng, ngồi trong ngôi nhà tranh ăn uống. Nền tảng tâm lý học của hiệu ứng Diderot là gì? Căn cứ vào tâm lý học Gestalt, cảm giác hoàn chỉnh là một trong những điều cần thiết cơ bản nhất. Khi con người đối diện với sự không hoàn mỹ hoặc thiếu sót, sẽ xuất hiện một dạng căng thẳng nội tại, từ đó nảy sinh khuynh hướng nóng vội muốn thay đổi, khiến chúng hoàn hảo hơn nhằm cân bằng nội tâm. Nói cách khác, hiệu ứng Diderot phản ứng tâm lý theo đuổi sự hoàn thiện của con người. Có thể có người cho rằng mình không phải là người có tính cách hoàn hảo. Do vậy, hiệu ứng Diderot không phù hợp với họ. Nhưng nếu theo đuổi sự hoàn mỹ là tâm lý chung của nhiều người, nó sẽ hình thành áp lực cộng đồng, gián tiếp tạo ra hiệu ứng Diderot. Câu chuyện của nhà tâm lý học James và bạn thân, nhà vật lý học Carson, là một ví dụ rất sinh động. James là người đưa ra hiệu ứng lồng chim. Một hôm, James cá cược với Carson. Tớ nhất định sẽ khiến cậu sớm nuôi một con chim. Carson không đồng tình. Tớ chưa bao giờ nghĩ muốn nuôi một con chim. Vào ngày sinh nhật của Carson, James tặng bạn một món quà, đó là một chiếc lồng chim tinh xảo. Carson tiện tay đặt cạnh bàn làm việc, cười đáp, đây chỉ là một sản phẩm thủ công đẹp mà thôi. Nhưng bắt đầu từ đó, khách khứa ghé thăm, nhìn thấy chiếc lồng chim trống không bên cạnh chiếc bàn, dường như đều sẽ hỏi, giáo sư, ngài nuôi chim phải không? Carson đành phải giải thích hết lần này tới lần khác, tôi chưa bao giờ từng nuôi chim. Nhưng sau câu trả lời này, chị đều đổi lại nghi hoặc và ánh mắt ngờ vực. Bất đắc dĩ, Carson đành mua một con chim bỏ vào lồng. Hiệu ứng lồng chim cuối cùng đã ứng nghiệm. Chân lý mà hiệu ứng Diderot hay hiệu ứng lồng chim chứng minh chính là một khi chúng ta tiếp nhận đồ vật không cần thiết, áp lực theo đuổi sự hoàn mỹ của chính chúng ta cũng như áp lực cộng đồng mà những người xung quanh ta tạo nên đều có thể thúc đẩy chúng ta không ngừng, thu nhận nhiều hơn những món đồ không cần thiết. Socrates từng nói, khi chúng ta mệt mỏi, chạy theo cuộc sống xa hoa, cuộc sống hạnh phúc sẽ ngày càng xa. Cuộc sống hạnh phúc sẽ ngày càng xa chúng ta. Nhưng trong thế giới đầy rẫy mong muốn và chọn lựa, duy trì ý thức giản dị, chân chất, biết đủ, biết dừng lại, thật khó khăn biết bao.